Và thưa quý vị, quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Bản tin chi tiết cho biết rằng công tố viên Mueller đã chấp nhận câu trả lời bằng văn bản của Tổng thống Donald Trump. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller sẽ chấp nhận câu trả lời bằng văn bản của Tổng thống Donald Trump về việc liệu ban vận động tranh cử của ông có âm mưu thông đồng với người Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016 hay không. Dẫn lời một lá thư từ văn phòng của ông Mueller gửi đến các luật sư của Tổng thống Donald Trump, tờ New York Times tường thuật vào thứ Ba ngày 4 tháng 9 dẫn một lá thư từ văn phòng của ông Mueller gửi đến các luật sư của Tổng thống Donald Trump. Tờ báo này cho biết ông Mueller không yêu cầu Tổng thống Donald Trump trả lời bằng văn bản cho những câu hỏi về việc ông có cản trở điều tra hay không. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc chỉ trích cuốn sách miêu tả tình trạng hỗn loạn, đấu đá nói xấu Trump. Tòa Bạch Ốc vào hôm 4 tháng 9 đã lên tiếng chỉ trích nội dung cuốn sách của ký giả kỳ cựu Bob Woodward sau khi những trích đoạn được tiết lộ, trong đó miêu tả chi tiết đấu đá nội bộ và việc Tòa Bạch Ốc đối mặt với cuộc đảo chánh hành chánh trong hàng ngũ. Cuốn sách này không có gì ngoài những câu chuyện hư cấu. Nhiều trong số đó do những cựu nhân viên bất mãn kể lại để bóp méo hình ảnh Tổng thống. Phát ngôn nhân Sarah Sanders tuyên bố trong một thông báo. Bên cạnh đó, luật sư tư của Tổng thống ông Rudy Giuliani cũng chỉ trích các viên chức đã nói xàm cho ông Woodward. Nếu họ đã kể như vậy, thì câu hỏi đặt ra là tại sao họ còn ở đó? Tại sao không đi kiếm một công việc khác? Đó là kiểu bất trung dẫn đến việc người ta bỏ đi, không ở lại để mà phá Tổng thống. Ông Giuliani tuyên bố trên CNBC. Thưa quý vị, cuốn sách Fear, Trump in the White House của ông Bob Woodward sẽ được chính thức xuất bản vào ngày 11 tháng 9. Washington Post có trong tay bản sao ban đầu cuốn sách của phó tổng biên tập tờ báo. Theo Washington Post, cuốn sách miêu tả tình trạng hỗn loạn trong Tòa Bạch Ốc của ông Trump với dàn nhân viên lúc nào cũng đưa ra suy đoán thứ hai, những người thường xuyên nói xấu sếp của mình sau lưng. Giám đốc FBI Christopher Wray là mục tiêu mới để Tổng thống Donald Trump trút giận. Theo ba nguồn tin biết chuyện tiết lộ cho NBC News hay, thì trong cuộc nói chuyện gần đây với các cố vấn của mình, Tổng thống Donald Trump đã thêm một nhân vật vào danh sách các nhân viên cao cấp mà ông trút giận, đó chính là Christopher Wray, giám đốc FBI. Các nguồn tin này cho hay Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích ông Wray như là một nhân vật cao cấp nữa của Bộ Tư pháp, đã không chịu bảo vệ quyền lợi cho ông và còn có thể đang làm tổn hại đến nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Một nguồn tin cho biết đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ lao động vừa qua, Tổng thống Trump đã tập trung chỉ trích vào hai ông Jeff Sessions và Christopher Wray rất mạnh và yêu cầu bạn bè cũng như phụ tá của ông cứ thoải mái phát biểu về hai người này. Trước đây, sau khi sa thải ông James Comey, Tổng thống Donald Trump còn khá dè dặt. Nhưng nay thì ông nói thẳng rằng ông nghĩ cả Bộ Tư pháp với hai ông Sessions và Rod Rosenstein và giám đốc FBI Wray và Ủy ban điều tra của ông Robert Mueller đều nằm trong tầm ngắm của cơn thịnh nộ của ông. Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm ông Wray vào chức danh giám đốc FBI vào mùa hè năm 2017, chỉ vài tuần sau khi ông Robert Mueller được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban điều tra Nga chen vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Thưa quý vị, nghi can đâm chết người Việt ở Las Vegas ra tòa. Nghi can sát hại hai người Việt tại một khách sạn ở Las Vegas. Vào hôm 4 tháng 9, ra tòa với các cáo buộc giết người và cướp của. Ông Julius Damiano D'Angelo, 31 tuổi, bị cáo buộc đâm chết bà Nghĩa Bội Sang, 38 tuổi và ông Nguyên Lê Bá Khương, 30 tuổi. Thi thể của hai nạn nhân làm trong ngành du lịch ở Việt Nam được phát hiện trong khách sạn Circus ở tiểu bang Nevada vào hôm 1 tháng 6. Một tuần sau đó, nghi phạm bị bắt ở California sau khi bị cảnh sát truy đuổi. Theo AP, ông Trotter hiện vẫn tìm luật sư bào chữa và thẩm phán đã cho nghi can từng tấn công một cụ bà tại một khách sạn ở New York thời gian tới ngày 4 tháng 10 để làm việc này. Công tố viên hiện vẫn chưa quyết định có đề nghị án tử hình đối với nghi can này hay không. Hãng tin AP cho biết thêm rằng ông Trotter vẫn tiếp tục giam giữ không bảo lãnh sau khi bị dẫn độ từ California tới Nevada. Sau vụ giết người, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco yêu cầu cảnh sát điều tra làm sáng tỏ vụ việc, sớm thông báo với phía Việt Nam. Bản tin đời sống nối tiếp cho biết công ty Amazon được ước tính có giá trị lên đến 1.000 tỷ Mỹ Kim. Tổng giá trị của đại công ty Amazon đã vừa chạm tới mức không thể tin được vào thứ Ba ngày 4 tháng 9. Và hiện tại Amazon đã trở thành công ty thứ hai tại Hoa Kỳ có giá trị lên đến 1.000 tỷ Mỹ Kim sau đại công ty công nghệ Apple. Hiện tại Amazon và Apple đang thống lĩnh hơn 80% giá trị của chỉ số S&P 500. Trong suốt một năm qua thì Amazon đã thu về vô số lợi nhuận. Vào đầu năm 2018, giá trị của công ty này chỉ ở mức là 580 tỷ Mỹ Kim.
Được thành lập cách đây 24 năm về trước, nay thì Amazon đã trở thành mục tiêu tin tưởng của giới đầu tư. Tạp chí Forbes Magazine vào tháng 7 đã tuyên bố tổng giám đốc điều hành của Amazon, tức ông Jeff Bezos, là người sở hữu vị trí đầu tiên trong danh sách những doanh gia giàu có nhất tại Hoa Kỳ trong năm 2018, khi đang nắm giữ trong tay khoản tài sản kếch xù lên tới 141 tỷ Mỹ kim. Thưa quý vị, chương trình đời nhạc hội phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc thu hút 65.000 người tới tham dự tại Đức. Ít nhất 65.000 người đã tới tham dự chương trình đại nhạc hội mang chủ đề phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc tại thành phố Chemnitz của Đức Quốc vào ngày thứ Hai 3 tháng 9, theo một nguồn tin của hãng thông tấn CNN. Đây là con số ước tính của giới chức trách hội đồng thành phố. Sự kiện văn nghệ này được tổ chức chỉ một tuần sau khi những người biểu tình đến từ hai nhóm cực hữu và chống phát xít xảy ra đụng độ với nhau tại thành phố Chemnitz liên quan tới việc một người đàn ông bản xứ bị đâm chết bởi hai người nhập cư. Chương trình đại nhạc hội nêu trên thu hút nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng như nhóm nhạc Die Totenhausen. Được biết, trong vòng 4 năm trở lại đây, đã có hơn 1.6 triệu người nhập cư đến từ Syria, Iraq và Afghanistan vượt biên sang Đức để xin tị nạn chính trị. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.